Ok anh em, mua mảnh mộng long anh em ơi. Ba mảnh chín kim, trời ơi thốn. Ok anh em ơi, ở video này thì Khải sẽ mua ba mảnh mộng long. Hiện tại bây giờ thì hiện tại nó bán thì hơi canh, nhưng mà thôi, mình cần mình mua thôi. Mình không có trả giá cái này anh em ơi. Mình mua luôn. Ba mảnh chín kim. Chín kim thì khoảng tầm 700 nghìn, 6,5 700 nghìn. Rồi. Sau khi đủ thì ép luôn nha anh em ơi. Rồi. Xong ép anh em ơi. Rồi rồi, ok, ghé đâu đi đi phụ mua giùm ép đồ cái nón mỏng lam cái này còn like không? Trời, sao còn đi like kéo view chứ. Thôi đã từ từ xử hai đi ép mạnh em ơi. Mua gì ở shop anh đều có. Nó không có đủ mảnh là mộng long chưa? Sao anh? Đủ mảnh mộng long chưa? Sống mảnh em mới mua 3 mảnh 9 kim nữa nè. Đủ rồi. Cái nón này không có xịt. Nón này 100% lên, không có xịt. Nhưng mà bí kíp đầy đủ chưa? Bí kíp gì? Dương Kiêu không cần thị tinh vẫn lên mà. Giờ này có thị tinh em mới vô chưa? Giờ này có nè, giờ thì không thiếu thị tinh rồi, muốn nói nè. Để coi đi, ao ạ. Là cấp 8, phải 3 viên thủy tinh. Cái thường nhật lý này 3 viên thủy tinh 7 Chúng ta làm 3 lắm nè. Chúng ta làm lãnh thủy thôi nha. Bán toàn là từ 7 đến 8 không. Ừ, cũng ớn quá. Rồi, đã kiếm thủy tinh. Anh Tâm Thánh ơi, còn bao nhiêu viên tinh bán em lại luôn anh ơi. Em ép cho xem mà nó luôn. Còn 5 viên à. Còn bao nhiêu? 5 viên à. Mấy, còn 5 6 viên à. Kêu lúa. Lúa làm gì có. Xin hại em mẹ đó. Ok, đã ép luôn em ơi. Ủa, hãy tin kia mình ép được nè. Ê, lộn lộn. Không được em ơi. Mới giao dịch xong chín kim. Tết tẩy không em? Rồi. Cái khen quả cho quên bạn đổi. Quên đổi. Chỉ là quyền tình một một hãy tin nhưng mà một cái chuyện đại lên ta. Anh em. Ngủ em. Bán hết mi em nè. Rồi. Ai ngủ với em. Rồi, ép. Hai Tâm Thánh đưa đỡ em tâm đem viên nó đi, ngày mai thì tính sau Tâm Thánh này. Anh em đang chích kia rồi, anh đang chích kia rồi. Ok. Quân nào nó nhận là đi nhà quân nó, bằng vợ đồng lên tới bắt. Đây còn có bao nhiêu viên biết đủ một nữa. Nói chung là em chơi sang em mua thượng binh khoáng thạch ở trong bảo vật đi. Là cái gì? Cái đó là chứng minh nó là một mình nó bằng ba viên thủy tinh đó. Nó có một kim cái á. Ba viên thủy tinh mà bằng một kim vẫn được. Cục cục thần bi khốn thạch dùng được khảm nạm nâng trang bị. Rồi đi đi dạo thứ gì đây, tăng sinh lực hiền thiết khoáng cấp 8 trở lên đủ cái này hay căng nha. Tăng sinh lực mà đủ phúc duyên chủ đợi, còn chủ đợi ơi bán em mấy phúc duyên chủ đợi ơi, chủ đợi anh chủ đợi còn có bệnh nè. Trời, còn bệnh nè. Thôi bốc trăm mấy điểm à. Độ căng nha, này có đỡ có ép mà cũng không thể nào mà lên nói được. Em không có đủ thì tin không đủ phẩm chất 8. Trời ơi, chúng ta nhục 7 hiền thiết khốn tăng sinh lực cấp 8 mình thiết khốn là còn à, lúa có nhà không lúa ơi. Giờ giao dịch em 30k điểm tống kim nữa, em đưa tiền lúc nãy luôn này mà lấy giùm em ba cái cục 10k điểm ơi. Cho em luôn á. Alo. Đây, giờ cho cái này. Xuống đây. Đủ rồi, bây giờ vấn đề thì tin thì hiện tại khả có 30 viên thôi, không đủ. Sao đủ được ta? Một ơi. Má, mẹ như kích. Rồi. Má một món tin ra mất ít nhất phải còn chục viên thì tin. Nhiều đây ép được 3 mảnh rồi. Nhiều đây ép được 3 mảnh rồi. Chùa lắm. Đâu rồi luôn. Ừ để phải chạy bộ lúc chỗ BT lại. Quá. Má. Đâu?
vậy? Đâu phụ vậy? Đâu mà thôi tự nhiên mua cái tấm kim kinh nghiệm đan chi vậy trời. Nó mất ở đây, mua mấy cục vậy? Mua con cục à. Để cho anh Mai ăn đi. Cái này là ăn vô được bao nhiêu điểm kia? 5 triệu. Đây. Trời, lần cái nón nữa, đặt móc luôn em ơi. Không chờ, có nghe tí. Trời, cái nón nữa để. Trời, nón mộng lông ra ba cấp chống phái nữa thôi. Ôi trời, tao còn đánh vi vu luôn. Ok anh lúa. Giờ ép luôn à Khải? Giờ ép mà thiếu tự tin lắm, nhận thì tao đang bán cho vài cục anh. Không có việc nào luôn. Có việc nào luôn, ok. Nói chung là bây giờ thì cố gắng lên đặt móc tóc 101 là được. Đặt 101 là xong rồi. Giờ này mình sẽ ghép từng mảnh từng mảnh. Mình sẽ bỏ hết rương. Cái nào ép một mảnh đầu tiên trước đi. Xong mảnh nào khai lấy mảnh đó ra. Đó là chọc rương á. Đủ sống mảnh thì đủ rồi. Ừ, chứ nó chẳng lan này hỏi quá. Hay. Hay quá, hỏi chọc rương này. Anh tin, ok. Cho nó đi tìm phổ phôi này nó vô. Đây. Ghẻ này mua 11 viên rồi. Đưa lại hết rồi đó. Đưa hết rồi. Anh em kêu giấu trong rừng 1 mớ nữa. Giấu đâu ra. Đưa dân lành thêm 7-8 viên nữa mà. Tăng sinh lực cấp 1 hiện thiết khó. Đồ ok, hiện thiết khó như là cái hiện 1 đúng không ta? Hiện thiết khó nữa em nhìn coi. Đúng rồi, hiện 1. Ok, đi tìm cái hiện 1 trước ạ. Cứ ra một mảnh trước rồi tính sau nha nè. Xem thử nó đơn giản hay là khó như thế nào, đúng không? Có hiện 1 chưa? Hiện 1 sinh lực. Em đang đi tìm, em có sinh lực. Làm tiếng nhận thấy tiền thiền rồi đi đâu rồi anh? Ủa, không chen nữa hả, đúng không? Đây, đây, chạy lên. Hiện 1 nè. Nã giờ luôn. Chạy cái gì đó, chạy bỏ bãi luôn là em đi hả? Hiện 1 này phải, phải không quýnh, chạy luôn nữa. Mặt ngân khoáng. Đâu có, do con em chạy nhanh quá. Tăng sát thương 1%, ok, dòng 2 này. Chạy con bãi chạy luôn, không quýnh, không đứng lại quýnh, chạy luôn okay. Rồi, tiếp tục. Ủa, đi dòng Phù Dung Thạch, tăng kháng họ cấp 8. Ái chà, cái Phù Dung Thạch. Phù Dung Thạch tâm 7, 8 năm luôn. 2, 8, 7, 2. Chu Sa Khón tăng nội lực 7. Chu Sa Khón nội lực, ok. Xong. Để đi mua ép này. Đây, 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 đây rồi. Vô. Thử BT, thử vô. Sinh lực bữa gẹp ép, ép sinh lực 8 là mấy thiền tinh kìa. Đó sinh lực mà, sinh lực đúng không? Này bỏ cái 1 thiền tinh, 1 thiền tinh ép 3 cục lên, lên tới 8. Là 3 cục 7 lên 8. Con dương kìa. Ok ok ok. Cái kia là 5 thủy tinh đó. Ừ, em kiểu kia 5 thủy tinh là 8 phi lắm. Nhưng mà 1 cục 7 có thể ship, 3 cục 7 lên 8 có thể ship. Đúng rồi, đúng rồi. Nó ship, ví dụ em ship 1 cục 2 cục thì cũng vậy à. Cũng vậy hả? Mà nó không ship, mà nó không ship thì mình có tỷ lệ thành công mình lộ phô thôi, đúng không? Ok, đúng rồi. Thủy tinh 1 đúng không? Một. Tại vì hiện tại là em đang thiếu em. Một cái tin nào cũng cần kẹp vào phúc duyên chi phí của ta. Thì tin rồi. Thì tin là auto 7 rồi. Giờ lên phúc duyên nó cũng có lên rồi lên. Nó cũng không lên 8 đúng không? Khải. Hả? Anh chị em cách này nè. Dạ. Thiếu thì tin á, em cứ mặc định 6 phúc duyên đại chết chồng, nó là 1 tỷ tin, đúng không? Ừ. Nó hiệu ứng nó bằng 1 tỷ tin. Ừ. Nếu mà mình lên được phôi nào bằng phúc duyên đại thì mình đỡ tốn tỷ tin. Mà hơi căng. Hỏi cứ ép lấy phẩm 7 đây. Lấy phẩm 7 đây. 7 dùng lên, 7 dùng lên. Đổ chịu hiện tinh tí, vì hiện tinh nhiều nên không sao. Hiện tinh nhiều.
Ok, tiếp tục chắc mấy? Chắc 7. Ok. Tiếp tục Khải đi tìm phôi sinh lực hiện 1 tiếp tục ạ. À? 3 cục, cứ gom 3 cục thôi. Cứ gom lần 3 cục và đọc lên thôi. 4 cục cũng được. Gom lần 4 cục đi. Dư tiếp tục cái sau. Tiếp tục cái sau. Sao em 3 thì 4. Cái này bao nhiêu đấy? Ừ. Cái gì? Sinh lực dòng 1. Cái đài này hả? Trời, sinh lực 177 vãi lên cho anh em. Lúa. 177 vãi chưa? Của anh hả? Của em. Cái đài này bán cho anh em. Có một khi mà bán dành cho anh em cho vui. Rồi. Anh bán rồi. Bán. Đúng rồi, em mua sẵn rồi. À, cái đài này anh bán dành cho anh kia mà. Bán anh này tại đây. Bán là người cái bữa ra kia. Ok. Tiếp tục. Rút sinh lực. Tính ra giờ anh tính ra một thì tình không lên 8 nổi nè. 7 à, vãi thiệt chưa. Không thể nào lên 8 nổi. Mới vậy anh ấy xong sinh lực lực chậm với nội lực. Không thể nào lên 8 nổi. Bởi vậy anh mới nói em lại thử một cái tin xong em kèm thêm 6 phút viên nữa. Rồi, phí đó mình rồi, nó không lên đâu, không lên 8 được đâu. Cái đó thà ai test rồi thì được, nhưng mình đi ra mình đã không có, mình đi test cái đó chết phút viên luôn lúa. Này. Hả? Thì anh nói đã có người test rồi, anh mới chỉ em chưa. Được rồi nè, nếu mà nay muốn test đấy, em chỉ tin đúng không? Rồi nói bỏ ra một kim mua cho thằng Quý Công Cạch. Đúng rồi bạn. Đó. À. Năm, tại vì năm thì tính là 1 kim rưỡi rồi. Đúng rồi. Lấy rồi lấy. Đụng tính ra nãy bỏ một cái cục kia thử nó lên 8 luôn không đúng không? Thôi thôi bây giờ coi như cái này là test đây, xong cái này cái mảnh 2 sau tính tiếp. Mảnh 2 sau bỏ sâu là tính, đúng rồi. Anh đã chỉ em là dùng thần binh quán cạch luôn, cái tỷ lệ lên nó cao hơn. Ok. Vô cái phổ là cái phổ sinh lực à. Cái gì à? Tiếp tục em này hơi canh anh em ơi, đem đợi chút anh em ơi. Tiếp tục cái phôi thứ 3. Đấy. Hiện 1. Nhưng 1. Một cái tinh. Đậu xanh má ra cái xấu như sắp mày luôn rồi. Chịu rồi. Má đang sống bất nhiên thì tin rồi. Chết 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 chết. Đậu xanh má kiểu này phải cho cái cục kia test thử kiểu này chết rồi. Má nó ra phòng chất xấu mà. Một cái tin ra phòng chất xấu áo nó hồi. Đây, con cái nhắm sức lực cao này tiếp tục phần khác. Canh nha. Má tên này em cũng nói ngủ lên mà chua vài đáy nha. Hiện tại sẽ mở có một nón thôi nè, thằng kia đang mang một cái thôi. Đủ như nó mà cũng rớt ta. Kiểu này phải kèm thêm bình phú dương đài rồi nè em ơi. Này bình kèm bình phú dương đài rồi. Nó xấu mà. Nếu mà lấy đài thì nè lấy 5 triệu. Sinh lực 158 luôn nè, rớt nữa tao. Sinh lực 158 ở đâu ra em có gì vậy? Nhẫn em mình xanh bớt lâu lách tới giờ ở đâu. Bởi vậy giờ cần thiết quá. Rớt nữa tao. Thiếu thôi thì cứ ghé anh nhá. Rồi má cũng bảy thôi. Buồn gỡ luôn. Liền thuộc tính không thật ok. 1 2 3 3 cục 7 lên 8 cho nè. Trời đậu đen. Rớt nữa đậu xanh. Chiều à, 3 cục 7 lần 8 rớt nè em ơi. Chết rồi. Cái này nếu mà kiểu này phải test cái cục kia thôi. Thất bại cơ quá. Chua nè mà. Đủ chiều rồi. Đủ. Rồi tiếp tục lái lại. Sinh lực 140. Đục khó gờ gốm. Thiên tinh 1. 1 thì tinh à, rớt là rớt rồi. Hay nhờ. Chua quá. À
3 cuộc 7 rồi đi thành khác quay lại cái cho nó chắc kèo. À, gì rớt ông nào. Cành quá anh em ơi, hiện tại khả năng nghĩ lên mảnh nó mỏng lâu anh em ơi, khả có đủ một mảnh rồi, cố gắng lên anh em ơi. Thăng cấp hiền tinh khoáng thạch đó, 3 cuộc 7 nữa này, tiếp theo lần ghép thứ hai phải cần phần chất 8 nữa mới lên được anh em. Ôi trời, mừng vãi đái. Ok, được một cột đầu tiên 8 rồi anh em ơi. Tiếp tục cái thứ hai, hai đó là vô lâm mục tịch. Đây xong, tiếp tục đó là tăng phần chăm sóc thương lý ngoại công mặt ngân khoáng. Mặt ngân khoáng, bằng khoáng dòng 2. Và cái tiếp theo đó là chu sang khoáng kháng họ phần chút 7, phần chút 7 dở 7 tìm phôi cao một thì tính là lên rồi. Rồi xong, họ sẽ đi tìm mấy cái vấn đề này anh em ơi. Rồi ngồi tới khả đi vệ sinh. Cuối một mạnh thì nó lên được hả? Cuối cùng đâu có dễ lên đâu. Thì thử cho biết đâu. Cũng một phút duyên rồi chứ. Một thị tinh rồi chứ. Có anh Thái. Hả? Dư còn đóng cho thêm Thái tiểu vào. Đâu cái này cần 7 là lên thôi mà. Hả? Cái sát thương này cần 7 thôi mà. Một thị tinh là lên rồi. Anh không có mình em ép nhìn tin mấy à? Tiểu à? Trời, thích tiểu vô tiểu nhìn tin 1. Rút mà đang rút đi chứ. Nhìn tin 1 em có nhiều đúng không? Nhìn 1 có nhiều, số lớn mà. Cái này một phút gì quên một thì tin là lên rồi mà. Này rút, này em rút là phần cho 8 luôn mà. Này rút cái kiếm á. Một thì tin là phần cho 8 luôn mà. Một phút viên đại cũng lên. Không không gì một chỗ này 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 một viên đại lên bài dữ sao dòng sao một viên đại dữ bài tên. Rồi cái này phần chốt 7 là thành công, cái này đã lên thành phần 7 ra thứ đồng lý ông 7 giờ lên lên sang mấy cái một cái là thì mỗi cái một cái. Ui má, một thứ tinh phẩm chốt 6 thôi vãi lên rồi, thôi xong rồi. Trời ơi, 5, 4 viên đại, 3 viên đại, quên 3 viên tiểu, một thị tinh mà vẫn rớt trời. Đồ cái này căng nha, họ tiếp tục làm phần sâu rồi. Anh mới cho 50 bình quốc viên đại thì quốc đại đi, sợ gì. Quý giữ người ta, căng giữ người ta, nãy em rút một thị tinh đó. Thì quá. Nó lên cho em là 8, phần chất 8 luôn mà. Nhắn cho em một con thiên này. À, thiên gì? Trời đó. Lành còn phối nồng em. đồ xanh lạ với ta, đồ rớt nè, vãi trướng. Em ép cái nó mỏng lông anh ơi. Mà canh quá. Nhỏ dữ ta. Phần chút 7 một thị tinh bao dương tiểu vẫn xịt vãi lên. Có xấu thôi, vãi trướng. Không phải tiết kiệm, xài đúng công thức thôi anh, xài nhiều làm gì. Cho nên bỏ 2 thị tinh vô rồi mình phí tiền lắm, nhưng sát thương nó làm gì 2 thị tinh được. Lúc phòng chút 7 chỉ còn 1 thị tinh là lên mà. 4 đại khác gì 2 thị tinh. Ai trời ơi, nhỏ gồm gốm khó anh quá nè em ơi, phải đơn giản đâu nè em, đếp được thành công của nó hơi bị chua ấy. Tiếp tục phần 49 trải nghiệm cho anh em xem. Trời ơi cảnh quá, full nè, full rương không ca đâu ta. Trời quên dạng anh đấy chứ. Tranh thủ ngồi một tí. Đang lên phổ đầu tiên thành đào ơi. Mà cái dòng sát thương canh quá. Phòng ngày mai cố gắng dậy sớm nha anh ơi. Hãy
Tốn mấy thị tinh rồi, 2 viên đại, 2 tiểu rồi. Nhất 7 được. Hiện 2, sát thương 49. Đầu rồi, chua bãi lên. Rồi, phải nhất 7 thôi, mừng quá. Rồi, đến cục dòng chu sa khoáng. Gì? Phù dung thạch chứ. Phù dung thạch cấp 8. Ai chà, đồ kháng hỏa cấp 8 là hơi bị căng luôn. Hút bao nhiêu lần cấp 8 ta? Kháng hỏa này anh em. Một thiếu tinh cho cấp 7 thôi. Sao sao? Hai thiếu tinh là muốn dừng đại. Ok, để em kiếm cái phôi nào kháng hỏa cấp cao một tí. Đến dùng kháng hỏa này mà. Đáng trong đêm mà, hơi canh là vì sợ mua không có. Đúng không? Ok. Nhiều cũng lành có đúng không? Anh đây cũng có mà hơi phèn. Giờ cũng lành có bao nhiêu cái? Ăn 2 á. À có. Nó có nhận 23 luôn rồi. Đâu? Ok. Đây. Tụi bé quá. Dòng cái hỏi này phải rút hiện tinh 3 rồi. Hay rút 2 ta? Rút 3 đi. Đây là 5 mạnh. Tụi 5 mạnh, 6 mạnh lận. Hai tinh 6 đại đi hay. Tại vì cái dòng kháng hỏa này là căng lắm luôn á nè em. Ăn 2. Ok. Dòng hỏa thì căng. Anh gom có một lần ép luôn. Không có đâu làm gì có được một lần. Tại vì từng lít nhất từng món nè em. Phải lên từng mảnh. Rồi sau này đủ sống mảnh rồi mà ép lại một cái nón. Chứ không phải là một lần rương đâu mà chứa cho hết được. Anh Xuân, anh Nguyễn không chứa hết được. Kháng hỏa dùng 2. Phù dung thạch nè, đúng chưa? Phù dung thạch nè, ok. Hiện tinh 3 nè. Hai cũng duyên nè. Lại YouTube nè, lại YouTube nè, ok. Rồi này xấu đại thế là 3 viên thì tên bà mất rồi, biết lên đồng đầy đúng không? À đồ má thân thọ thân lấy tử cho mặt 2 cái lan ơi, mang ngọc tỷ lên cho mặt 2 kìa, tìm mày tưởng đây. Nhất 8 đây, trời thằng nhất 9 luôn. Ây cha, được, cứ dám làm nha, hợp lý, 2 thiện tinh. Tinh 5 phút, đúng không? Đúng rồi, 6 dương đại. Rồi, tiếp tục là chu sa khoáng tăng nỗ lực cấp 7, tăng nỗ lực hiện 3. Chỉ cần 1 thiện tinh là lên rồi. Tăng nỗ lực hiện 3, đi tìm, tăng nỗ lực 80 được không ta? 80 hơi căng rồi, nó không lên nữa chứ. Đúng rồi, đánh giá sơ đồ anh này. Hợp lý. Nội lực. Nội lực hiện 3 chấp đầy luôn. Phí gì dòng kháng hỏa khó lắm. Kháng hỏa là khó nhất luôn trong cái dàn này luôn. Mà nó cần đến phòng chất 8. Đâu mà ít đâu mà phí. À, có cái nỗ lực 100 được. Được. Có cái trăm mấy luôn mà. Ừ. 6 cái mà, từ, đừng làm phải cần. Rồi. Dòng cuối này thì chỉ cần một thị tinh, một cái viên đại là lên rồi. Lên 7 rồi. Cho nó thấy bình tiểu cho đẹp. Hai bình tiểu cho đẹp. Rồi. Cố gắng nha anh em ơi. Dùng nội lực. Thường thường đa số nội lực á, sinh lực cũng vậy thôi. Một thủy tinh, một phúc duyên là auto 7 rồi.
Nội lực nè. Đúng rồi. Tiền ba nè. Nội lực nè. Tiền 2. 2 mà ít nè. Có mấy nhiên tiền 2. Tiền tinh. Nhưng đợi. Nội lực nhìn cuối. Trời, má mình chọn sao chết rồi. Má. Đâu anh bỏ một bình nữa chứ. Đó, xấu không? Má, chịu gơ vốn. Má ra 3 cục xấu rồi, chết tôi rồi. Đúng rồi. Trời ơi, đủ xanh má tính ra khó gơ vốn. Chắc thì không hên xui, chả thấy chắc chỗ nào. Rồi, đi game tiếp tục. Tại đây có một cái nỗ lực 83. Đấy, nỗ lực 83 này cũng lên nữa tôi. Ai ơi. Hả? Chắc cái cân bàn nhầm gai. Chắc gì vậy? Rồi. Rồi, phần chút xấu này, mất nhiên thì tin. Ủa. Thì 1-4 đại vậy, thì tin mà chưa lên mà, thì tin 1-4 đại. Một viên thị tinh mà chưa lên mà. Một viên thị tinh một đại mà chưa lên mà. Bốn đại sao mà lên được. Bốn đại gì chưa bằng một viên thị tinh nữa. Bốn đại chưa bằng một viên thị tinh nữa nè. Khanh vãi đồ kiểu này thị tinh hay bị đuối luôn nè. Ui. À cái này được. Rồi. Đó, hai đài một tiểu, không lên 7 nữa thôi. Lục hả? Lên nữa thôi. 7 gái nhà nó xem cái mảnh một coi. Trời, lần này nó là 8. Ừ, nó lạ, nó ảo lắm anh em ơi. Đó. Không nhớ nữa. Rồi xong. Giờ vô mảnh 1. Vô mảnh 1 thì thành công không? Đúng rồi. Thì cứ theo màu của nó thôi. Theo màu của nó thôi. Canh hay canh. Hả? Anh còn có 5 viên thì tỉnh 3 hả? À, ok, vô mảnh 1 nè em ơi. Nếu mảnh này thành công thì cơ hội mình sẽ lên mảnh khác tiếp tục. Vô mảnh 1 đi nè, anh em xem có lá xem lại không? Chưa, đã nói hôm nay mới lên mảnh mà. Ừ, mới mua 3 thêm 3 phổ nữa, 9 kim rồi đó. Vật phẩm tạm đúc. Đồ phổ. Rồi, vô mảnh nè. Đồ phổ nè. Mảnh 1 nè. Hiền thiết khoáng nè. Học ngân khoáng nè. Chu sa khoáng nè. Ẩn 2 kháng hỏa nè. Một lông thịt nè. Một thiếu lâm quyền pháp nè. Một viên đại nè. Đó. Ok chưa? Hả? Chị, cái này tôi lên 100% mà. Tôi cái gì? Dương nó lên 100%. Ủa sao thiếu tiền ta? Cái này bảo là thiếu ta. Mình số bỏ. Ơi, quên bỏ bằng số.
mình bỏ mình xuống. Không không không. Bỏ thì tin vô ông nào? Không. Nào nói không. Là nói không mà bỏ ông nào. Thì tin chi là nói sư phụ không cần thì tin. À hiện tin đúng đúng rồi, hiện tin đúng. Đúng rồi, thiếu hiện tin. Chứ cũng thì tin đã nói là sư phụ bảo là không cần, không cần thì tin. Ừ. Sư phụ bảo là không cần thì tin. À, tại vì có người bảo là không cần thì tin đâu. Đúng rồi, không cần thì tin. Cái đoạn nón này là tu lên thì chuyện nó tốn cái giai đoạn này nè. À, tốn cái chủ quỷ này nè, tốn như quỷ luôn. Còn thì tin không có tốn. Ừ. Tiếu Lam Quyền. Mình khốn thật. Phúc Duyên. Tình ba. Ủ về chưa? Đó, giờ là đầy đủ nha. Lên cầm mình này là ngày mai sẽ lên cái nón. Đó, ok chưa? Rồi, tiếp tục là mình hai. Mình nào cho anh sát thương lành. Ok, giờ đến lấy dòng sinh lực nè mày. Hai lục sao không có, hiếm quá. Số dương đại. Rồi, tiếp tục mạnh thứ hai. Sau khi thành công mạnh 1 và mạnh thứ 2 nè mày. Giờ đến dòng sinh lực hiện 1, phẩm chất 8. Cái này hơi căng luôn, căng như gia đàn. Sinh lực chấm 35, 39 nè. Hiện tinh 2 nè. Hai lục phun đại. Rồi cố gắng lên 89, hôm nay nó lên 9 luôn nè. Cái nào được nãy lên 9 luôn á. Đúng không? Lên 8 là đủ nha anh em. Lên 8 nó mới đủ điều kiện nha anh em. Hiền thiết khó hiền 1. Sinh lực trên 39. 8 giùm em cái đi anh em ơi. 8 là đầu tốn kém, nãy tốn đầu tốn kém quá. Cái tốn đầu tiên tốn kém quá, tốn khoảng 5-6 viên người tin. Trời, hai viên thì tin 6 triệu luôn. Hết đường. Chịu. Bỏ đi anh Cường ơi. Đen dữ chờ. Mà thắng lành. Thôi. Phong 139. Tại. Hả? Nhưng mà đau làm độc đâu nhờ, mình vừa được 2.000 à 4.000 nhiệm vụ của có dương rồi. Em thấy nó là năm độc anh ơi. Trước năm độc có bức tượng á. Trước cái thằng trưởng môn năm độc có bức tượng á. Bọn nó mở trong đấy à? Ờ. À, nhỏ cơ. Thôi mình bảo đau tinh tinh lên cô nôn. Trời ơi. Một sĩ tinh eo du 7. Không nói gì rồi. Mình cần 8. Mình mình bỏ 2 thì tin. Chiều rồi. 4 thì tin mới lên phẩm chương 8 dòng sinh lực hả? Thấm mùa mẹ cục kia ngàn kia xu luôn, test thử luôn cho rầu. Test mẹ thử đi luôn. À, tốn tiền quá anh em ơi. Thử thì sao? Đi đồ xu thử thì sao? Giờ không có thì tin mà. 4 thì tin nha, còn bị 1 5% thì xịt đấy. Là tính như cái cục kia 1.000 nó khỏe hơn đúng không? Cục thằng bí cũng thật 1.000 lên auto 8 mà. 1.000 rưỡi nó nóng hơn chui, em chưa test, chưa ai test đó. Ồ, phải chưa ai test. Cái thử 4 thủy tinh nè, anh xem rồi. 4 thủy tinh nó không lên rồi, bữa em có ép lại thủy tinh. Thế là mày đen thôi. Bốn thủy tinh nó rớt xuống 7 cái tự nhiên tiếp nhảy thầu với anh chơi thầy anh chơi chị gái anh chơi mẹ thân chị anh chơi mẹ cái 7 không lên ép lên cho rầu thật nhanh cái thằng bảy của thằng này test đây đục dùng sinh lực chua quá mới mất 2 thủy tinh luôn rồi ảo vãi. 2 thủy tinh làm sao mà lên được, 4 thủy tinh còn 5% rớt vãi liền. Khó quá. Cách đây thì hôm nay anh xem Lâm Tử Nhai đang dạy sẵn Quỳnh, hút cái dòng sinh lực
quý xa gặp nàng, dẫu cho thân hùng anh phải nát tan, có thành đại chi, có thành đại chi. Rồi để lên này, lấy này, phôi 148 này, tính 2 này, hiện 1 này, sinh lực 148 biết đâu, thằng bí không thạch này, tham dương đại này, lần eo tù 8 này, lần sau tao mua tiếp, tao làm tiếp, tính ra cục này tính ngang 4 gì thì tin nữa nè em, biết đâu. 89 đấy, phải dạy chứ, lần sau tao còn theo chứ, đó. Đó 8 lần sau còn theo chứ, con 8 là chết luôn. Rồi tiếp theo nữa là cuốn Võ Lâm Mật Tịch lành, ok có sát thương rồi nha. Võ Lâm Mật Tịch đây. Rồi đến gì đây, sát thương vật lý. Thương vật lý là nãy anh làm sao anh lên ta, như anh xịt một cái lên một cái, anh nhớ cái thứ hai sao lên ta, cái thứ hai sao lên ta. Hình tinh 1 nó áo, hình tinh 2 nên dài, hình tinh mấy em? Một thủy tinh 4 đại đi anh. 6 đại đi, 4 đại, 6 đại gì đó. Nãy dung này một thủy tinh 1 đại rớt. Xong đâu là anh coi lại cái like coi. Đây nè, 2 đại, 2 tiểu, 1 phút gì, 1 thủy tinh. Hình tinh 2. Tối nay cố gắng lên 3 mảnh đi, chứ mà lên 3 mảnh nữa. Rồi, hợp lý luôn. Đúng rồi, một cái tin hạ đại hạ tiểu. Ok, viết mai ơi. Khải vừa tìm ra thì viết mai cũng vừa comment luôn. Từ, bình tĩnh. Cầm gì em, từ, anh có rồi. Có gì, bước xuống đây kiếm cái gì đấy. Ok. Tay cái băng bổng mắt ô. Sao vậy? Mỗi em coi thử. Lấy 49 nè. Áo nữa, đầu tay. Hiện 2. Hiện 2. Bộ tinh, hai đại hai tiểu. Khải bấm vô cái bao tay coi nữa Khải. Em đang mắt anh ơi. Từ. Hiện 2. Cây đao tinh hay là cây đao 5 đồng trong mình bao tay. Hai đài hai tiểu nãy là ra phần chốt 8 luôn nè. Nãy ra phần chốt 8 luôn á. Tại vì cái này cần 7 thôi, cố gắng 7-8 giùm nha. Mặt ngân khốn. Ok chưa, ok man. Rồi, nãy ra 8 luôn á, nãy dòng này ra 8 luôn á. 7 trời, hình quá. Được, đúng công thức rồi đấy. Tiếp tục. Phù dung A, cái khăn họ mới căng lành ơi. Hai tinh phun đại, hai tinh phun đại. Nhớ rồi. Kiến họ mới căng nè. Hiện tinh 3, hai tinh. Hai tinh năm phút đại, bốn bầu tô tạc. Năm nó eo 8 rồi ạ. Sợ tiếc với một bình ta. Hai, hiện 2. Cố gắng lên mạnh 2 nè em ơi. Đó, lần dần mình sẽ quen là mình ép mấy cái mạnh lên rất là đơn giản thôi. Hiện 2 hả? Gơ vậy, đồ căng dữ. Tăng giá luôn gơ quá. Không cho thương, phù dung. Rồi, cái này là 2 thị tinh. Nhớ nha anh em, cái này là 2 tinh 5 đại là lên đó. Hôm nay Khải ép 6 đại đấy. Hình tinh 3. Lan còn hình tinh 3 bước anh mấy viên em? Ok, còn hình tinh 3 không? Tuồng hình này hết rồi, bữa giờ còn hết rồi. Đấy, hôm nay Khải ép là full đại lên nè. Bây giờ lúa kiếm 5 bình thôi, đủ giờ xịt tàu em luôn anh lúa. Giờ này em ra 8 rồi. Mình mở đường ra tàu cúc đỏ đấy chứ nhà yeah. Bao tay đi Khải trời bảy đồ chết tôi. Hồi nãy một tử một lam anh đậu có hai chết tôi rồi chết tôi
bảy anh em ơi, má mất phôi. Lại, cành vãi rồi. Khó quá, khó quá. Còn gì lúc sau? Tình ba còn 3 viên nha mấy. Đó, bỏ tình ba chứ khủng quá mày. Đã nói dùng căn hỏi là hình tình ba. Thằng lúa này không phải cần huyền tình ba đâu, cứ hút huyền tình 1 thôi. Ha, nhỏ thiệt. Hải ạ. Hút huyền tình có 1 huyền tình 1 không, không có 3, 4, 3, 4, 5, không chắc gì vậy đó. Không cần huyền tình đâu, huyền tình 3 còn mít cơ, huyền tình 1 không mít đâu. À, nhiều khi anh em nói huyền tình 1 ảo lắm anh ơi, nói huyền tình 1 đi. Vãi liền. Thả mọi cái sao thủ ép phần huyền tình 1 thôi. Nào thiệt, ok. Để mà ép cái này huyền tình 1, u xanh. Không hình tình 2 nữa, mất 2 hình tình rồi, uống vãi lên. Không quá, không quá. Đôi giày của anh ấy, anh hút huyền tình 3, anh đập huyền tình 1. Mà cái dòng phòng thủ vật lý ấy, phòng thủ 6 nha. Huyền tình 3 đập huyền tình 1, lại lên bắt off 25 đấy. Có anh làm mảnh này nữa nè em ơi. Cái dòng sinh lực ấy, hút huyền tình 3 thì sẽ đập huyền tình 1 lên bắt off 200. Mất 2 viên tình, uổng quá. Đâu, từ từ nghiên cứu rồi. Trời. Hả? Cái à, cái à? Cái của mình là cái thứ 3. Thủy nè. Tình 1 nè. Em cái 3 cấp em rớt dòng con rồi. Nhưng mà cái dòng ấy kia nó lại căng đét nhờ, 49 nhờ. Ấn 2, phòng chất 8. Phải khép nhờ. Bảy nữa. Đù, không 8 nữa luôn. 8 chất nãy mình hên nè em ơi. Nãy mình lên 9 luôn mà ghê chứ. Anh bảo này thà ép rẻ hơn đi. Ép 3 cái 7, đẩy 1 cái 8. Đúng rồi, đù, tính ra hôm nãy em hên lên tới có 9 luôn á. Vãi liền không. Thế thì ép bắp ra vào lại. Mà cành. Ép lên 3 cục 7 đi. Đúng rồi, tụi này cứ ép nó xịt thì 3, 7 thôi chứ sao được. Nó đỏ thì mình để dành cho tuần sau. Chứ nãy thành công mà, nãy thành công mà. Đâu không thành công đâu. Nãy lên tới 9 luôn, cho khăn họ 9 luôn, quả lên. Nãy còn cho 9 luôn, nói thiệt. Nhưng nói chung là nó vẫn có tỷ lệ nếu dùng khăn hỏi dùng 2 để tìm anh em ơi. Dùng khăn hỏi dùng 2 được 2 cục 7 rồi mà tính ra hơn là 27 2 còn xấu nữa vứt luôn thì cứ phô khăn hỏi dùng 2 á. Đụng chua quá. Lấy 24 cũng xịn. Ừ chịu quá. 24, 1 cái 24, 1 cái 21. 24 thì nếu mà 24 thì em lại chơi như này. Nếu mà em phải chơi 3 cục 7 thì em hút 1 thủy tinh. À 1 thủy tinh thì lên 7. Thời này hút 1 thủy tinh cũng xịt xuống 6 đó. Ấy là hút 3 cục như vậy thì 100% thôi. 3 viên là nó lại 8 rồi. Trưa nay em hút 4 viên thì nó cũng lên 7. Mới tên cường này nè. Bảo tay cũng ngon đấy chứ. Bảo tay Đình Khái 9292 cấp. Thao bài. Anh nói là rút 4 chưa lên mà. Sao là tụi 8 được. Rút 4 thì tên chưa lên mà em. Em nhớ cái dòng sinh lực lúc nãy không? Thắng hỏi là có nói mày khó cái dòng sinh lực nữa chứ. Dòng sinh lực mà chưa lên mà khán hỏi sao lên nổi. Vãi. Thôi cứ theo bí kíp cũ thôi. Rút hai số đại đồ tầm này tốn đại quá. Ôi đại bây giờ. Nó nhiều quá. Sao anh? Một cà rưỡi. Cà rưỡi sao? Chưa này rút 4 đại còn lên. Ao 7. Ảo lắm. Mà ảo quá anh lên. À, 2 cục 7 rồi. Hình tinh.
phát này nó lại ảo kiểu lên 8 rồi nhá. Nãy lần đầu tiên em lên 9 luôn á anh. Lần tiên một phát một lên 9 luôn. Của em yêu cầu 8 hay 9? Em gặp 8, mà nãy lên 9 luôn, đúng không? Thôi đừng, ép thêm một cục 7 sẽ đi, làm gì phải tí thế. Em có 2 cục 7 rồi. Giờ, không, lỡ nó lên thì mình làm thêm for sale anh, vấn đề đâu, đúng không? Ừ. Giờ cứ đợi lên 8 rồi, nó rớt xuống 7, lỡ mình ép lên nhớ. Nó rớt xuống 7 mua ép chứ. 7 luôn, à, không lên 8. Chua. Chua gơ gốm. Bắt ra đi ra thành khăn tùng đi. Chùa quá, chùa, em con nón này hơi bị canh, em tiền hơi bị nhiều ấy. Biết đâu, ít nhất mà cái nón này lên xong, ít nhất mà gần 3 triệu. Quần quần tính ra một mảnh, nãy 6 kim, gần 6 kim bằng, ít đâu. Mảnh này cũng thốn nè, chứ mảnh nó không thốn đó. Giờ lên cái này nữa, cố gắng lên được mảnh 2. Trời ơi, lên giùm em đi anh ơi. Bồn tiêu hạn, hết hạn rồi. Chà, xịt nữa. Má đen, cha màng thiệt. Đập phát nào xịt phát đó. Mày. Rồi, đập luôn cái thớt này nữa. Trời, đen vãi đấy. Còn cái dòng kháng hỏi này dòng 2 không em? Đấy, giờ hút cho em 3 viên. Chứng gì bị chứng, lộn vậy. Này nó hơn rồi, nó lên nữa không? Hai viên đang lên 9 nữa. Nó thuộc dạng là nếu mà phần tấp 8, em nói này, phần tấp 8 nó khó lắm. Nãy giờ một cũng một cái khốn thạch cũng được. Thôi, lỡ là phải thành đi nữa. Luôn. Chụp, cần không? Ôi, tính ra 6 mảnh 12 kim. Thế sao? 6 mảnh là phần tấp 8 là thành 12 kim. Đâu biết đâu. Game ra. Á, à, chùa. Thái ơi, thái game ra vào lạc. Ok, ok. Á, à, đèn gớm nhờ. Hai tính là vẫn xịt. Thoát nữa ra, thoát ra ra ngoài. Nhỏ. Khó là khó với phần chất 8 nó thấy khó lắm anh em, còn chất 7 1 thì tin là auto rồi. Còn chất 8 cho đọc đọc 2 thì tin, 3 thì 2 thì tin không lên không lên. Còn phần chất 7 cũng 1, 1 thì tin là lên, 1 tin là lên rồi. Mà nãy mình cho 2 viên mà rớt còn 7 không, gọi là rớt ấy. Gọi là bị rớt ấy. Coi như cái dương gia tổ của mình như thế này là mình cũng đạt công rồi đúng không? Ừ, đạt công rồi. Hả? Đặt công rồi. À, tung 2 thì tin nữa. Còn hơn nó ra những cái đồ bồ lồ mố. Lần 8 dùm cái, lần sau đỡ tốt rồi. Đéo ra cây đao xưng tinh thì... Hết phúc duyên luôn rồi. Bỏ một viên thằng bí phóng thật, một đại một tỷ đó thử. Không ơi, mày hết thì tin rồi. Hết phúc duyên luôn rồi. Mấy con thạch nãy dòng sinh lực lên rồi, một cục lên đó. Đầu cái này lại lên thấy chưa? Má ảo vãi lên. Hả? Hai thị tinh, một đại một tiểu lên, vãi lên. Phải thoát hẳn ra ngoài, lúc này em không thoát hẳn ra ngoài. Đúng rồi, đúng rồi. Má ảo vãi lên. Em xịt 2 lần em phải thoát ra rồi. Rồi, lên, lên. Đừng để rồi, tiếp tục. Chu sao khóng thanh lực cấp 7, ok. Được 2 mảnh anh em. Đi tìm cái hiện 3. Chu sao khóng cấp 7, một thị tinh. Trời. Châu sao khoáng cấp 7, nỗ lực hiện 3 là được 2 mảnh. Cố lên, gần thành công rồi. Lai lên nè. Lai nãy giờ mà, lai này. Gần thành công rồi. 2 viên này, 2 khoáng tập, 2 kim. 1 mảnh còn 2 kim, 6 mảnh với 12 kim. Mua khổ hết mẹ. 3 kim, ép hết 1 mảnh ít nhất là 6 kim, 6 36 kim. 36 kim tương đương khoảng 2 triệu, gần 2 triệu rồi hơn chút. Bạn đơn có phúc duyên đại, ai có phúc duyên đại đâu? Dương nào online mà Dương. Trời. Ơi,
vô cái này lên cái nữa đẹp luôn. Ai còn phú nhân đại không, mượn mấy bình anh em, 5 bình này mua 10 bình cũng được. À có điểm, có điểm, có điểm, có điểm, có điểm, có điểm. Thành công này là thành công hai mảnh nha anh em ơi. Chú quá, chú quá. Ừ, thôi anh nó lại lên đấy. Em toàn phát cái kiểu kia nó không phải đâu, nó vẫn là auto ở trong á. Cái này phải chút 7 thôi anh em ơi, chút 7 cố lên. Hello anh, trong Sài Gòn nha, bảo anh liền đâu kìa. Anh sẽ học chất 7 đặt cho nó một thủy tinh. Ừ, thì một thủy tinh một đại. Không cần một đại. À, em một thủy tinh một đại nó còn xịt xấu nữa kìa. Nó lên tỷ lệ 90% xịt xấu nữa kìa. Sinh lực, thì, nội lực hiện 3. Ba nhưng là hiện ba hơi căng. Mua nó bán những bình em tầm này những bình hỏi bao nhiêu thì 35 kêu 30 rồi chứ tầm này cũng 35 thì tên lên giá ngất ngưỡng mà Phúc Duyên sao lên giá được. Phúc Duyên bây giờ ca rử 10 bình mà quên 50 bình mà. Ừ. Giá 30, em nói nó giá 30 lấy anh 100 bình. Ừ. Lấy nhanh được lấy luôn không thôi. Khó suy nghĩ. Nỗ lực dùng cuối. Ok, không có được áo ạ. Cho nó lắng trăm bình. Bán là giao dịch, còn không anh Mai lắng Dương, Dương thiếu cha gì. Phong gạ bán cái bao tay cho anh Phong ca bao tiền này? 25 kim ạ. À? 20 kim, em ép 19 em bán lại 19 kim. Còn 20 kim. Anh Mai mình bán nốt cho Lâm Kinh Nhạc. Đúng rồi. Rồi lên hiện ba sinh lực, một sinh lực lần này lên hai mảnh nha anh em, cố lên. Nỗ lực 100 nè, hiện ba này, thiên tinh một này, một thiên tinh này, một nhân đại này, được bảy đây. Là sau hút dòng sinh lực nha, lấy 4 viên lục thủy tinh là lên sẽ lên 8. Ok, 7 luôn. Phải ạ. À, 4 viên lục sẽ lên 8. Ok. 4 viên lục. Hôm anh thấy là công thức nó dạy nhau như thế. Ok, 4 viên lục. Thì 4 viên lục thì nó cũng tương đương 1 kim 2 thì em mua luôn cái cục 1000 trên kia nó lên mà. Ừ, em mua cục 1000 kia lên rồi. Rồi, lên mảnh 2 nè em ơi, xong. Đỡ thốn thủy tinh nữa. Ừ. Thủy tinh giờ nó mát nó 250 mà nó 250 300 rồi. Hồi lần cái mảnh thứ ba, cái mảnh thứ ba mình ép chắc là hiền thiết khó, mình ép một cục 1000 xu với lại hộp phù, cục kháng hỏa một cục 1000 xu cho nó chất phẩm chất 8 hơi đầu. Kháng hỏa lần sau em cứ thử hút hút bằng lam nó xem. Thử phẩm chất 8 ấy. Đúng rồi. Cứ dùng 1000 xu. Đúng rồi, dùng 1000 xu là chất anh. Cho nó phế. Kháng hỏa. Tính ra cái kháng hỏa phẩm chất 8 này mất bao nhiêu viên thủy tinh? 8 viên đúng không? 8 viên thủy tinh. À. Kháng hỏa thử hút toàn bằng lam tôi xe tôi xem lại tôi tốt quá mà tôi phải ao vào lâm ra comment này ông ép kháng hỏa phần chính là ông sàng tinh ba hình tinh ba à? Mà anh em bảo là đừng nên sàng tinh ba giờ muốn nói chứ khá là khá hình tinh ba chứ đồ hình tinh quảng viên tinh ba anh em cứ bảo là không nên sàng tinh ba ảo lắm quên quên sàng tinh một ngon hơn hình tinh nào cũng như nhau nói chung Khải ép lên 8 nào, huyền tinh mấy, huyền tinh 1 à? Anh em có xem like này, anh em nhớ em là nãy em rút kháng hỏa, thường thường em rút kháng hỏa, em rút huyền tinh 3 không à. Mà thằng lành là báo huyền tinh 1, 2 thôi, rồi trên mạng cũng báo huyền tinh 1 thôi. Thì mình rút thêm 1 là xịt tùm lum nãy giờ đấy. Là ông kia, ông mới kêu là nãy giờ tức quá. Khải lúc nãy rút huyền tinh 3 mà lên kháng hỏa phần chất 9 đó, là huyền tinh 3. Đó. Em mới nói hồi xưa em ép huyền tinh 3 thôi, mà nãy em nói này nữa nào em không lấy huyền tinh 3 chứ. Đó. À, em muốn nói đó, ghẹo muốn nói, ghẹo muốn nói nè. Nó rút hiền tinh 1 quá đó, 3 nó cũng không có gì đâu. Đó. Sao rút cái dòng kháng này hút bằng lam thủy tinh ấy. Ừ. Rồi, vô đồ phổ nè em ơi. Đồ phổ thứ 2. Chúng mà thành công là được rồi. Đồ tốn kiếm là được rồi nè em ơi. Trời, nó
mình cái gì là vui. Mình ba. Rồi, mạnh thứ hai anh em. Mạnh số 2 của nó Mộng Long. Mai chắc gom khoảng tầm 30 viên thủy tinh nữa, 40 viên thủy tinh nữa có thể xong nó ấy. Khá là tốn kém. Đúng rồi, cái phòng số 8 nên dùng thằng bấy cũng thạch sướng hơn, một kim sướng hơn. Thay vì 4 thủy tinh em. Ừ, thay vì 4 viên thủy tinh sướng hơn. Cái hàng sâu, thay vì 4 viên thủy tinh sướng hơn. Rồi, xong 2 mảnh rồi nè. Đó, ok chưa? Ngày mai tiếp tục nha anh em. Công thức thì có sẵn rồi. Không, 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 cái này bí kíp đưa gì không xịt rồi. Rồi tình 3, thiếu tình 3 rồi, ok, mà ép tiếp giờ cũng đâu còn thủy tinh ép đâu. Giờ cũng còn thủy tinh luôn. Đây, thủy tinh 3 có đâu anh? Thủy tinh được rồi, còn thủy tinh ta. Anh nghe nghe nào yếu đúng không? Em ép còn thủy tinh 1 không à? Ừ. Mà em cũng lên phần số 8. Em lên phần số 8 luôn. Chủ yếu là bắt đầu phần số 8 kìa. Phần số 8 là cứ trước kia em không có xài cái kia, giờ là test nó một lần là cứ lên đi. Ừ. Giờ nó lên được rồi này, cứ ép giỏi cho nó lên đi. Chìm mà xéo bình hả, được rồi, tầm này lấy cho dân nhiều. Lấy 100 bình thôi. Kìa nó có gương. Giờ mà có rương thì tình ép lên luôn á. Tại vì ép cái này nó tốn những tầm. Tại vì mình sử dụng cái khoáng thạch 1000 xu rồi. Nên là chị ép một món chỉ còn tốn từ 5 đến 6 viên là xong à. Đó. Tại vì cái cục này là nó thay 4 viên thì tinh rồi. Cục này thay 4 viên thì tinh rồi nam. Rút kinh nghiệm. Đúng rồi. Nãy test 2 viên không lên. Biết giải bỏ cho rồi. Nhân mai là đâu hiện tình ba đâu bước anh mấy viên đi ngày mai tiếp tiếp à, không có, không có viên nào, không có viên nào thì nó lấy 100 bình đây, 2 gục 7 nè, không tí nữa nếu mà đen đen ra 7 tiếp mình đưa 7 lên tá. Đúng rồi, anh ép sang qua chơi nó còn rớt đầu cái full đại nó còn rớt mà chịu, nó bán không, nó bán không. Này nhóc mà lâu. Mua mà cho mình bán khỏi mua luôn. Mai mua dương cho lệ. Báo 1 chiếc nữa còn không? Giờ này chắc nãy đây nãy 12 giờ mà không in báo 1 chiếc thử. Mai mua ép mua con mua. Mua đem trong bang ủng hộ đem trong bang. Rồi ok. Ngừng quá. Này tốn bao nhiêu thì tới nữa đâu. Giờ lấy dòng phẩm chốc 7 nè, hai dòng phẩm chốc 7 tốn 2 viên nha mấy. Nói chung là tầm này không bao nhiêu thì tới nữa. Này ép cái cục kia 1000 xu rồi là ngon. Do nãy giờ bị phí cái chỗ là cứ trải nghiệm không lên 7 nữa nè. Không bảy. Đúng rồi. Đổi cái thằng bí khủng thạch bằng 4 viên tinh auto lên 8 sướng hơn. Ngàn xu tính ra tương đương viên thủy tinh 250 xu. Mà tỷ lệ lại lên khá là cao. Tại vì này khai test một lần rồi. Lên phần 1 phần chỗ 8 ngay. Phần chỗ 8 hơi cành. Giờ bánh này còn nè. Không còn thủy tinh. Tầm này chỉ cần 10 viên thủy tinh thôi là khả lên được. Cái này tính cho anh em xem. Đây nha. Dòng tâm sinh lực á là tốn 1000 xu. Đó, còn vỏ lá một tịch tốn 500 xu. Mặt khoáng thạch cấp 7 á thì nãy là khai tốn 1 thủy tinh, 2 đại 2 tiểu, auto 78, nhớ luôn nè. Rồi phù dung thạch á thì như khai để ý test thì quất một cục kia 1000 xu vô auto 8 là phù dung thạch kháng hỏa dùng 2 auto 8 đó. Rồi tiếp tục tốn một viên thủy tinh ở chu khang chu xa khoáng gì đây thì nỗ lực dòng cuối á, 1 thủy tinh, 1 tiểu. Quý vị 1 đại là lên rồi. Đó. Tính ra ghê chưa? Nguyên cái này tốn hai cục thủy tinh là sang một mảnh rồi, sang một phổ rồi. Ừ. Do nó đã mất cái kia là đã một cục kia là thành nem thủy tinh rồi. Nem giá thủy tinh rồi. Không. Giờ ai bán khoảng tầm 10 viên thủy tinh để lên luôn. 10 viên thủy tinh nữa thôi, lên nón luôn em ạ.
muốn cho mình phục duyên và Kim. Nói nè, nãy anh lúc anh kêu là cứ xấu bình là cũng như một thủy tinh đấy, nay thử xấu bình lại test thử rồi. Cũng hợp lý. Xấu bình lại bỏ vô một chỗ đấy, anh nói đấy. Nói đâu? Nếu xấu mình đã dùng chỗ thì rút xấu phút duyên thường nó ra phần chốc 7 không? Này là một thủy tinh dưới gì lên phần chốc 7? Một thủy tinh một đại, cứ một thủy tinh một đại phần chốc 7. Còn xịt thì xấu. Giờ này bỏ xấu bình. Bỏ 8 luôn rồi nhanh. 8 luôn rồi, 8 luôn rồi nhanh. 8 luôn rồi, 1.3 đúng không? Xấu bình chung, một bình riêng ở ngoài thử đi. Test như anh nói thử đúng không? Đâu à, thành lành ở đâu? Thì tình hiếm rồi nè em ơi. Sao? Ok em ơi. Bây giờ đép một lần rồi. Rồi, hết 3 kim nữa rồi. Còn đúng một viên thủy tinh chịu luôn. Ok anh ơi. Áo gì? Áo này của em mà. Áo này sedan mà. Áo trước ép là thiếu lâm á, tốn mấy kim. Hôm nay do nãy mình phá thủy tinh mình ép cái cây vũ khí á nè, đủ tốn hết mười mấy kim. Ôi lộn. Ép cây vũ khí cả 10 á, tốn hết 10-12 viên thủy tinh, chứ hôm nãy còn thủy tinh là xong rồi. Cần như do đạn. Để mình kiếm cho nhà mì á. Tầm này mua thủy tinh không có rồi nè em ơi. Tầm này tính nó rồi, tầm này 10 viên thủy tinh nữa. Cho dù mít đi. Không 12, 15 viên đi. 15 viên nữa lên đủ nó luôn. 15 viên thủy tinh. Còn không bao giờ test như ghẹ nó coi. Đủ mình thử coi. 6 viên đại luôn, 8 viên đại luôn. 6 viên đại, 1 viên đại bỏ rò ra. Hiểu không? Test thử nè, trước mắt là khai ép hiền thiết khoáng tăng sinh lực cấp 8 trở lên. Ok, hãy đi mua cái dòng sinh lực cấp 8 trở lên này. Tiếp tục anh em ơi, theo như kinh nghiệm thử test thử được không. Sinh lực này đó, mà muốn cấp 8 trở lên là như này khai có làm thì sẽ bỏ ra một kim mua cái cục 1.000 xu kia thì nó lên hơn cho 8 thay vì 4.000 thì tinh anh em, thay vì 4.000 thì tinh đó. Sinh lực 179, không lên nữa, chịu. Tinh 1 luôn. Giờ lần này sẽ auto tinh 1 luôn, không F3 luôn. Nhanh. Hỏi 3 mà không ai có dương nào hết. Rồi. Rồi anh em, dứt cho anh em xem. Còn chút 8 này, thằng Bí Quân Khạch này. Một cục, ok chưa? Hồi nãy á, phần chỗ 8 thì chỉ cần một cục thằng Bí Quân Thạch với lại hai phú duyên đại thôi là lên phần chỗ 8. Vô. Không cái phần chỗ 8 nào. Đúng rồi em ơi, đúng rồi em ơi. Ngày mai em đi. Lấy nè. Cái này phần chỗ 8 thành công là easy game nha anh em. Hiền 1 đi mua hiền 1 nè. Anh Tâm Thánh kìa. Anh Tâm Thánh lắm. Giao dịch em. À, thằng Thánh này, ý thực tinh là nhanh đi, để test dây tốn tiền. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 2. Còn thằng tinh 3 không? Đây, tiếp tục. Ép luôn là mang đi vậy. Em lại hay thích ép ở Tương Dương. Đây, vô xem. Vô sang.
sinh lực 179, hiện 1, hiện tinh 1, 1 thằng bí con thạch 1.000 xu nè, hao viên đại nè, đó. Còn 8 cái đi, đừng tốn tiền em ơi. 4.000 thì tinh ít đâu, 5.000 thì tinh ít đâu. Trời ơi, còn nhóc 7 thôi xong. Má, test kiểu này chết tôi luôn. Chịu hết đường rồi. Má nghĩ sao cho cùng 1.000 xu ra làm nhóc 7, chịu luôn. Má nhỏ gơ gón chịu. Có, đã nói 2 khu viên đại. Trời ơi, bó tay luôn em ơi. Chịu rồi. Móc 1.000 xu ra phần chốc 7, chịu luôn. Má, đầu tư tiền cũng xịt, chịu luôn, hết đường. Không lên được. Lạ bà ta. Chịu ơi. Sáu, năm cục. Ok, năm cục. Nhỏ gơ gớn, để mua một kim nữa ta. Phí vậy. Rồi, đó rồi. Lấy đi mua một kim nữa, đủ không lên chiếc đập mấy luôn á. Đủ ghét thiệt sự, mua tiếp một kim nữa. Đủ ao game răng cái hả? Cái gì mà nhỏ dữ người ta. Ao game. Ao game ra anh em. Hãy làm lại. Tiếp tục thêm. Nó lên được 8 không? Cục đó giải cũng xịt được. Chịu luôn. Đây tiếp tục. Mua tiếp. Mua tiếp. Chờ tiếp. Lẽ này thêm 4 đài ta. Nó nhỏ dữ ta. Ôi như cũ đi. Anh em đang hóng nên là phải cố gắng lên. Đủ không lên mới đâu chứ. Anh em mà đang hóng mà không ép cũng không được. Sinh lực tiếp tục nè. Đó. Hỏi Dương nữa đây. Hả? Qua thành đô cũng được. Hỏi thành đi anh. Không, quyết định không đổi thành luôn. 7 nữa hết, thôi xong, đồ, chết đó nè. Chết rồi. 3, 4, 2 kim ra hàm lúc 7, chịu luôn. Cái này thì bỏ 1 thì tên tao lên 7. Chịu rồi. Không chắc ăn 100% đâu nha, đừng có mộng nha. À, tôi hết mấy kim, toàn 7 không. Chịu luôn. 2 cục 7. Quá nhỏ. Thôi 2 cục 7 thôi, đã làm thêm cục 7 lên 8 như biết sao giờ. 2 cục 7. Tên nhiều mất cục thì tên nhiều nhà lên à. Em thấy nhỏ. Chịu. Không thể hiểu được. Chúng mỗi người cách ép à, đừng không ai tự tin đâu. Nên là anh em cứ nói nhiều khi chứ. Mình thì mình lại thích cái kiểu của mình đó. Anh em thì lại thích lên, anh em nhiều anh em lại thích là 100% tin 1. Nhiều cá nó hay vậy. Không lên được không lên táo. Chịu. Chịu luôn. Rồi tiếp tục. Nó nhỏ quá. Rồi cái lần này chắc chắn đưa lên 7 rồi ép lên 8. Chịu rồi. Quá khó. Hả? Mua gì? Mua chi, anh không có mua nữa đủ rồi. Chùa vài đấy. Quá nhỏ. Chỉ cần khoảng chất 8 thôi mà chua cơ. Này 1 thị tinh 7 đại. Đâu mình chơi kiểu khác hơn nè. 1 thị tinh 7 đại.
dùng công thức như lúa nói thử tách đi anh. Trồng kìa. Trồng cũng vậy, em trồng đi. Trồng thử tách nữa. Một tên bảy đại, một đè, một cái xấu trồng. Nhờ. Nhờ vãi lên. Nhiều khi mình ép theo mình, tự nhiên nhân phẩm mình nó đúng hết. Cứ ép theo người ta là thật. Nói chung là cũng có chật, lúc chật lúc không chật, có hiểu á. Phòng nhóc 7, không lên được. Không thể nào lên được anh em ơi. Rồi, cho lên 8, thành công cái 8 cho tôi cái, đồ đồ tiền cái. 3 cục 7, thành công cho tôi cái đi anh em ơi, người anh em của tôi. Tôi ép cái này tôi cũng xịt để le luôn. Lên giùm 8 cái anh em. 8 đi người anh em. 8 nào. Trời đất nữa, đậu xanh thôi xong rồi. Cái gì trời. Đổi thành gì mới. Đổi thành nào. Chịu 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 à. Chịu à. Hết đường nói luôn rồi. Không biết đường nào đường nói rồi. Hết đường. Chịu luôn á. Tiếp tục. Đủ 6 phút dân đại tiếp. Lành coi có phôi nào sinh lực dòng 1 không em Phước Anh cái. Trên trăm rồi được. Nhỏ bán liền. Trời ơi, ép lên đã cũng rớt, ép được 7 lên 8 xịt nữa. Chua vải đái luôn. Ok, có một cái dây này. Quá nhỏ. Đúng rồi Đào Hiếu. Lúc nãy anh định như vậy á. Nhưng mà test 2 cục 1 kim như cái quân què. Mất hết 2 kim. Chả ai biết con đời gì. Không lên 8 được mới đâu. Mất 2 kim không lên 8 được mới đâu. Cục đó là phải cộng 2 phút giúp viên. 2 cục đầu thì lên, 2 cục sau rớt tê tu tao tạ. 2 cục đầu thì lên. Một cục đó với 2 phút viên đại lên rồi. Bây giờ là không chịu lên nữa. Giờ chịu mất phôi đi. Chịu mất phôi mua thì tinh che thôi. Đúng rồi, chỉ có chịu mất phôi mua 7 ép lên 8 thôi. Đỡ tốn tiền chứ còn tầm này. Vừa tốn tiền mà vừa lại không được gì hết. Càng lên luôn, em nhỏ thật sự. Lấy luôn anh, em chịu luôn, đủ xanh. Ở đây một cái cầm máy. Hiền 1. Một thủy tinh. Bước cái gì ai bước không đậu. 7 nữa, không lên 8 được. Không thể nào lên 8 được. Ok. Có rồi, có rồi. Một thủy tinh này dưới đại khó lên 8 lắm. Chỉ cao lên có 5, 8. Đồ lẹ, ao game nữa, đồ cay quá. Không lên được. Đồ xanh. Tiếp tục. Nhỏ quá anh em ơi. Cố gắng lên cho 3 phôi luôn mà chua quá. 3 mảnh luôn. Ép con nó mộng lông này khá là khó, không phải đơn giản đâu nè. Mới 2 mảnh nè. Cố thôi biết sao giờ. Tiếp tục 3 cuộc 7 lên 8. Cục 3 cục 7 lên 8. Đủ lần nữa xịt 2 lần nữa trời. Ôi mừng quá lên 8. Chúc mừng bạn lên 8. Rồi bạn làm một thịt. À, cái 8 là khó, cái 7 dở thôi nè. Cái 8 mới khổ, cái 8 nó xịt là mất tiền rồi. Rồi tiếp tục là tăng phần trăm sát thương của Lý. Đây sát thương của Lý đây. Thương của Lý thì hồi nãy rút sao quên mất tiêu rồi ta. Nhớ là như là một thủy tinh, hai đại hai tiểu. Lên. Lấy nhiều sát thương của Lý. Một thủy tinh, hai đại hai tiểu. Bốn đại luôn đi anh. Đâu, anh hai đại tiểu chắc 100% lên mà. Nãy lên 2 lần rồi đó. Ừ. Anh 2 lần mà.
Một thị tinh. Hai đại tiểu phân chốc 7. Anh vứt cái gì cũng lùm lại rồi. Anh vứt đi, anh lấy rồi đấy nhỉ. Đâu anh vứt đâu, vứt cái gì? Không lấy là có lấy được đâu. Coi. Anh nam tu à, ok ok có rồi, có rồi. Ok anh có rồi nha. Rồi ok. Rồi, em dùng sát thương phần chốc 7. Một thủy tinh hai đại hai tiểu. Hiện tinh hiện tinh 2. À vô đánh dùng sát thương em ơi. Nhớ không nhầm hai đại hai tiểu là auto 7 ép mấy cái lần lên hết rồi. Ai cha cha hiện 2. Hiện tinh 2. Một thủy tinh hai đại hai tiểu. Lên 7 với một con gái. Để tốn tiền em ơi. Hiện 2. Đó 7 rồi đó. Cái 8 này Phù Dung Thạnh này. Cái khăn hỏa này mới mệt này. Đến cái khăn hỏa này thấy đau đầu quá nè mày ơi. Giờ chỉ rút hiện tinh 7 đập 3 cục 7 lên 8 cho nó rẻ thôi. Chứ còn không dám mua cục 1k là sợ quá. Sợ quá sợ chừng rồi nè em ơi. Không dám mua cục 1k nữa nè. Chịu tốn phần xíu. Nhưng mà nó rẻ tiền. Rồi. Này cũng một một thủy tinh, một đài một tiểu. Rồi, ẩn hai hỏa. Đài có luôn. Khơn hơn nó lên giùm 8 luôn, đỡ tốn tiền rồi nè. Vào chùa Thái Phương Điện Khải. Ôi dồi ôi này. Rồi. Dám hồi nãy cái đục phát lên 9 luôn ta. Hay dữ ta. Giờ không dám, không dám dùng cái cục đá luôn nè. Má nó chỉ cho 2 phát mắc 2 kim. Ấy là lời được 2 tuần đầu 2 tuần sau thua. Tức là 4 cục toàn. Rồi như mình nè. Mình ép dòng này nè. Mình ép dòng này mình sẽ lấy tình 3. Đứng tình 3. Không chân tình 1 mấy dòng quan trọng. Mình đang sống tình 3 thôi. Thắng hỏa. Lên chùa. Lên chùa thành đô. Thắng hỏa. Hiện tình 3. Ấn 2. Một thị tinh. Hai đài hai tiểu. Đó. Cái lực của mình là vậy đấy. Nó lên phần 8 luôn là cái cục 1000 kia vứt luôn nha. Nếu lên 8 lên là cục 1000 sâu kia sợ luôn. Bỏ luôn em à. Còn đeo dài dài đúng rồi. Cũng nữa được 7. Ừ, 7 cũng được. Rồi 7 cho đưa lên 7 cho nên có 3 cục nè. Này có dư 2 cục á. Rồi tiếp tục. Nhảy thành cái. Nhảy thành cái quay lại F8 nè em ơi. Đầu tim quá nè em ơi. Anh em đang xem cho một like đâu anh em ơi. Đầu tim quá. 3 cục 7 lên cục 8. Không phải lên cục 8. Lên cục này nữa là được 3 mảnh anh em à. Cố lên. Cái vấn đề là cái cục 8 này nó mới khó nè. Chung quá, chung quá, chung quá. Chung quá. Rớt. Không lên được. Chịu rồi. Chung quá, chung quá. Không lên được anh em à. Rớt. Chứ sao, có nhờ mày ép tiếp thì sao giờ. Chua. Hả? Thế thì buổi sau anh cứ lái cái chiên anh nhậu lên, khỏi tốn gì tin. Lái qua một bãi đi tới. Chua quá, không được, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn, không ổn. Không lên được 8 rồi em ơi. Anh đi mua cái dùng 2 họ rồi. Thủy chứ. À, cái mấy cái này đẹp tim quá.
lần này là chơi hiện tinh 1, không chơi hiện tinh 3 nữa. À, đầu tiên quá, đầu tiên quá. Tốn thì tinh Phúc Duyên. Phôi 17, 18 luôn. 7 nữa, ok. Rồi, lên giùm cái cha nậu. Má, cái con này đầu tiên G luôn nè. 3 cục lên, 3 cục lên, đầu tiên G luôn. À, lên được 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 tạo lực rồi đấy. Rồi đến nội lực cấp 7. À ok. Nội lực cấp 7. Đâu, nội lực cấp 7 là nghiên cứu anh nội lực cấp 7 thử lần ơi. 80 90 trở lên là được. Nội lực cấp 7. À có cái 79 lượng ta, 79 số đẹp ấy. À có cái 100 được 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 được. Có rồi, có rồi, có nội lực rồi. Có rồi em ơi. Nghe anh ơi, mua mảnh bao tay Định Khái không? Anh có mấy mảnh đấy? Có một mảnh. Bán nhiêu á? À, thiếu. Trả mày trả bao nhiêu mà trả? Thì mua đấy chủ yếu năm trăm xu chứ nhiều đâu mà. Bao nhiêu? 500. Hả? 500 xu. Ừ đấy, anh đưa cho. Rồi, nó mỏng lông như vậy kêu khiến kiều nó khó là đúng, đúng rồi. Anh cầm luôn đi, anh ạc phụ anh có cầm đâu. Khó nữa. Giờ này em không có hôn, giờ này em không có hôn. Có rồi, không cái gì thì... em? Đâu được đây. Xuống đâu, xuống chỗ thờ đèn nè, đúng rồi. Ok. Rồi, lấy dòng nội lực phòng chốc 7 nữa là xong mảnh thứ 3. Trời ơi, khá là mệt mỏi này mà. Khá là mệt mỏi với cái nón này đấy. Rồi, một thứ tình hai đại hai tiểu và chất 7. Đó, cái này là chất 7. Nỗ lực chất 18. Đấy, ok. Xong xong mảnh thứ 3 này mà. Quá thành công. Mảnh thứ 3 sẽ ra đời. Ừ. Quá. Rồi. Ừ, một thì tên là nó lên. Chó đi, chó đi, chó đi bút một cái xíu. Mua mảnh 3 này em ơi. Càng như gia đàn anh ơi. Càng như gia đàn, giỡn đâu. Rồi đi mua mảnh 3. Được 1 phần 2 cái nón rồi anh em. Ngày mai nếu mà Khải gom được khoảng chục viên thủy tinh nữa, Khải sẽ tiếp tục cho tầm này để mà thủy tinh không ai bán hết đó. Nãy Tâm Thánh đưa 5 viên. Đền Tâm Thánh đưa 5 viên, hết 5 viên luôn rồi, không còn viên nào luôn. Không còn viên nào luôn. Rồi, lên này. Hiện 1 phần 8 này. Hiện 2 phần 7 này. Hiện 3 này. Là nãy cầm 7 giờ, 7-8 viên gì đâu, đi đâu rồi? Nãy cái gì đâu, ai biết. Ừ. Ép gì đưa đây, ép mẹ cho xem cái nón luôn đi. Không. Số 3 này mà. Trời má, từng mảnh này rất khóc luôn á. Rồi vòng 2 nón em ơi. Trời ơi. Rồi còn ba mảnh cuối giờ thì quỷ lành không đưa thủy tinh ghê nhé. Rồi chứng ngừng em ơi, kiếm này chứng ngừng video thì 2 giờ sáng rồi. Chứng ngừng video ngày mai Khải chỉ cần gom 10 đến 15 viên thủy tinh Khải lên thôi nè. 1 2 3, mai gặp lại nha anh em. Giờ tầm này hết đường rồi, hết thủy tinh để ép luôn rồi đó. Phôi phổ là đủ hết rồi. Bước này phải cho xấu workshop hết. Xong cái là thảm. Mấy dòng sinh lực này, nó nghiên cứu đọc này như thế nào. Đâu cắt đi, shop khi nào dư cái này, anh khi nào anh lên dư xong rồi nói anh vứt cho anh em xài, ai xài xài chứ. Shop chi. Sinh lực. Không, sinh lực là nội lực. À, nội lực phần nhóm 6 đợi đó chứ, đúng nào.
Thôi, chắc ọp đi đeo thôi em. Giờ không biết làm gì luôn, em thì tin mua không ai bán luôn mà. Có 200 lượng gì hả? 208 gì hả? Ai bán, tôi mua 300 là chưa nào bán rồi. Nó bán 208 gì hả? Rau đây không thì nào bán không mà. 288 vàng á. Chút, mua vàng là chết luôn á. Vàng thì nhiều quá, thì xe bò thiếu vàng mua vàng. Ờ, ép cái kiếm mọc sẵn mốc 13 gì, 13, 14 gì thì thinh, đủ xanh. Chứ thôi giờ là đủ cái nón rồi. Do lúc nãy nghĩ là mình không thể nào mình lên nón được. Anh ngờ ngồi rắn thì nhưng lên được 3 mảnh, trời. Thế nó hồng mai lên nha. Ờ, chắc mày ép tiếp rồi, mới sao giờ, 3 mảnh nữa. Mày ép mạnh 4, 5, 6 là lên nón rồi nè. Ờ, nó ở không biết làm gì thì ép cái kiếm luôn. À, chắc ngày mai lên nón thôi nè. Chắc chắn anh em ngày mai sẽ lên nón mộng lông. Có cái nón mộng lông. Chắc ngày mai lên nón mộng lông. Trời, bán nó lên nón 2 cấp, 3 cấp, 3 cấp đẹp. 3 cấp dư sức luôn. Rồi. Rồi anh em xem video cho Khải một like chia sẻ cho anh em ơi. Ngày mai Khải sẽ ép tiếp tục nha anh em. Bây giờ không thể nào lên được rồi. Này mất mớ kia mà, biết đâu. Em mua cổ ép mất 20 kim mẹ rồi.